Từng qua Thủy Ủy ban châu Âu EC vừa công bố một kế hoạch vận động tài trợ cho quỹ giải cứu các ngân hàng. Nguồn vốn 55 tỷ euro của quỹ này sẽ chủ yếu dựa vào mức đóng góp từ các ngân hàng lớn của Pháp và hàng trăm ngân hàng vừa và nhỏ của Đức và Tây Ban Nha. Theo thông cáo từ Russell, các ngân hàng Pháp đã đóng góp tổng cộng 2 tỷ euro vào quỹ giải cứu các ngân hàng. Và trong vòng 8 năm, các ngân hàng Pháp dự kiến đóng góp 17 tỷ euro, chiếm 30% nguồn vốn của quỹ. Trong khi đó, các ngân hàng Đức chỉ dự chi 15 tỷ euro cho quỹ này, chiếm 27%. Các ngân hàng đóng góp nhiều nhất là BNP Paribas và Societe Generale với mức đóng góp nhiều hơn yêu cầu đến 70%. Về quỹ giải cứu các ngân hàng châu Âu, quỹ này sẽ chính thức hoạt động vào năm 2024, điều phối bởi một ủy ban độc lập nhằm ngăn chặn việc thua lỗ của các ngân hàng yếu kém gây phương hại đối với hệ thống tài chính và cả nền kinh tế châu Âu. Trong những năm qua, chính phủ các nước châu Âu đã phải chi tổng cộng hàng ngàn tỷ euro để giải cứu các ngân hàng làm ăn thua lỗ.